Bây giờ chị thử lấy xem là kẹo màu gì nào, kẹo như nào. Đây là son kẹo ngọt các em ạ. Các em thấy thú vị không? Người ta rất là cầu kỳ nhá. Chỉ là một cái kẹo thôi nhưng người ta làm hoàn hảo thành một thỏi son luôn. Có thể kéo được cả ra này. Đấy. Các em ơi, lần đầu tiên chị nhìn thấy một cái kẹo kiểu này luôn các em này. Chị và Su sẽ cuộn, đây Su cầm đầu này. Wow, một cái kẹo này có vẻ thú vị các em ạ. Sao mà nó dài này á? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn cùng bóc kẹo và mấy thủy son này với mình nha. Dù các em, hôm nay bọn chị sẽ thử khám phá những cái loại đồ ăn ở đây nhé. Đây là kẹo dài của Nhật này. À đây là kẹo kéo ấy. Ừ, đây là kẹo bàn tay này các em này. Đấy, và hai màu luôn. Đây là kẹo. Còn đây là kẹo, như là đây là kẹo cuộn ý. Chị cũng chưa ăn, chưa biết. Nên là tí nha, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Còn đây là hai lòng nước ý. Rất là nhỏ và xinh. Hai em ơi, đưa thú vị đây này. Bọn Xuân rất là thích ba cái thỏi son của chúng ta luôn. Và bọn chị cũng không biết trong này có cái gì đây. Đúng không? Chúng ta đang rất là hồi hộp ấy. Bọn Xuân ơi, chị bạn đây đang sướng các bạn đang lành trí ấy. Để chị bóc nhanh cái này cho bạn đây đây. Được rồi, nhưng mà chúng ta sẽ phải khám phá từ từng món một. Được. Bây giờ Xuân muốn khám phá cái gì trước nào? Không, riêng thỏi son chị sẽ không khám phá trước đâu. Chúng mình khám phá thứ khác thôi. Đi không? Kẹo này đi, kẹo bàn tay đi. Được rồi nha. Đây là kẹo bàn tay các em ạ. Ờ, Xu bóc đi. Để chị bóc cho. Bây giờ chị bạn Xu sẽ bóc thử nha. Xem thấy hình gì các em không? Wow. Xu bóc cho các bạn xem. Các em ơi, đây là một chiếc kẹo hình bàn tay này. Đấy, các ngón tay này, không có cả thêm của ông sao. Không biết kẹo này ăn có ngon không? Chị với bạn Trung sẽ thử nhé. Hình như chỗ này có cái bắp lên này. Đúng không? Vậy, à đây. Không đúng nhỉ? Bắp ở đâu? Yeah. À đây rồi các em ơi, đây. Nhật rất là thông minh. Người ta đã để cho mình sắc một miếng như này rồi. Wow. Ồ, mềm thế. Em ơi, mềm lắm không em ạ? Chim chip. À, nó như kiểu kẹo chim chip ấy. Chim chip mà. Ờ, đúng rồi, đây đúng kẹo chim chip rồi, chị thử lấy ra. Chị em mua sao? Cái này hơi bị khó lấy luôn. Hay lấy em bàn tay đi. Đây là gọi, đây này, chị đang lấy ra. Chị lấy mua sao, em lấy bàn tay đi em. À, chị lấy mua sao. Wow, dính lắm các em ạ. Đây, Xu lấy bàn tay đi. Đây là hình ông sao và do chị không kéo được nó đã bị gãy mất một cánh. Chị ăn thử nhé. Kẹo này là kẹo bàn tay Coca. Các em ơi, vô cùng mềm luôn. Mặc dù là kẹo chim chip nhưng không hề giống kẹo chim chip của mình. Đúng không Su? Mềm nhỏ. Wow. Ui, em cứ ăn đến đâu em bóc lên đấy chứ. Wow, đã bị nứt rồi. Rất là ngon các em ạ. Chị ăn thử. Chua. Chua, đúng không? Nhưng mà cái chim chip của nó rất là mềm đúng không? Vị chua. Được, cái này chua. Bạn là Su của chúng ta không uống được Coca nữa thứ nên cái đấy có vẻ chua. Chị sẽ bóc thử vị này nhé. Ngon lắm. Nhưng mà ngọt vừa phải. Cái này xem có vị gì. Để đây chị thử. Cái này vị chuối. Xem nghĩ nó là vị chuối. Chị nghĩ vị như này mới ra được. Hoặc là chị biết được có khi là do mình để không để lạnh ấy. Lần sau ông mua cái kẹo này về mình phải để lạnh. Thì may ra nó không bị em ạ. Lại cho Su ăn trước, Su cầm. Nào. Ăn thử nhé. Ờ, ăn thử đi xem nào, có vị gì nào. Chua lắm. Chua, nhưng mà mùi gì? Cái này đỡ chua hơn em ạ. Và nó có vị như kiểu xoài ấy. Không chua lắm em ạ. Cái này có vẻ ngon hơn. Cái này ngon hơn đấy, ăn không Su? Không. Bạn Su đã không ăn, được rồi, chị bạn Su sẽ khám phá dần nhé, bởi vì còn nhiều đồ ăn lắm. Kẹo này nữa. Bạn Su đang mê mẩn. Các em ơi, còn đây là một gói kẹo cuộn đấy. Kẹo này chị không biết bên trong như nào. Đây là vị nho này, đây là vị gì không biết. Đây là vị gì? Đây là vị táo của em ạ. Ôi, cái kẹo rất là ngon luôn. Ăn nho đây. Để chị bóc thử nhé. Bóc cho em cái này mà ơi. Đây, để chị bóc nhé. Wow. Các em ơi, lần đầu tiên chị nhìn thấy một cái kẹo kiểu này luôn các em này. Chị bạn Su sẽ cuộn, đây Su cầm đầu này. Wow, một cái kẹo này có vẻ thú vị các em ạ. Sao nó dài này á? Đúng không Su? Dài thế.
không biết ăn sẽ như nào nhỉ? Giống như một quả táo mà mình gọt mỏng ra đấy. Đây là thế đợt này thì chúng ta sẽ có thể bóc ăn thử được. Su ăn thử đầu đấy đi xem nào. Chị ăn sẽ ăn đầu này. Wow, các em nhìn này, rất là trong luôn. Các em nhìn này, trông như kiểu nhà đam ấy nhở. Đúng không vị táo em ạ. Kẹo này dai hơn kẹo này một chút. Chị ơi, ôi em mới ăn đến đâu thì bác con đấy chua chua đừng. Chua đừng thua. Các em ơi, em nhìn này, giống công nghệ nhận như kiểu nhà đam ấy. Đấy, ăn thử đi, xua ăn thử đi, xem các bạn nữa thấy ngon. Ngon lắm em ạ. Thì cái kẹo này ngon mà mềm, phù hợp với các bạn trẻ, các bạn su, các bạn nhỏ. Chị đâu, em đừng kéo ra ha. Em ơi, em đừng giống bạn su nhá. Ăn đâu chúng mình kéo lên đấy ấy. Không, kẹo này nó rất là dính thôi em ạ. Chính vì vậy mà nó đã sinh ra một cái như này. Em bảo sao nó chua nhá. Đây là kéo hoa quả mà. Mà su của chúng ta không ăn được chua các em ạ. Nên bây giờ chị gấp và chị cho vào đây nhá. Màu rất là đẹp luôn. Em chỉ ăn được cái này thôi. Nhưng mà chị công nhận là kẹo của Nhật có một đặc điểm. Đấy là ngọt rất là nhẹ nhàng. Mùi hương của nó rất là tự nhiên. À chị ơi, bây giờ chúng mình bóc cái này đi. Bạn su, các em thấy không? Bạn su của chúng ta mà cũng chỉ thích son thôi. Siêu nhân lại điệu lắm cơ. Không, em rồi. Siêu nhân gái mà. Thực điện mình cho mình đây. Thôi được rồi, em bóc đi. Bóc kiểu gì đây? Bóc kiểu gì đây? Bạn thích màu tím ạ? À? Đây thấy chưa, bóc được nhưng mà lại cứ em ơi, đây là một cái thỏi kẹo. Đây, bạn chú nó bóc rồi nhá, chị sẽ cho các em xem này. Đây mà là một thỏi kẹo, nhưng mà người ta làm mô phỏng cái thỏi son đấy các em. Và có hình các nàng công chúa mà chúng ta thích đấy. Bóc xem nào. Wow, em ơi, đúng là một thỏi son luôn này. Wow. Nhưng mà điều thú vị đây không phải là son mà nó xu hương ở bên chị đánh luôn ạ. Cái kẹo không đánh được bởi vì nó dính như kẹo. Đây chính là kẹo của em ạ. Đây chị thử đến xem là kẹo màu gì nào. À, kẹo như nào nào. Đây là son kẹo ngọt các em ạ. Các em thấy thú vị không? Người ta rất là cầu kỳ nhá. Chỉ là một cái kẹo thôi nhưng người ta làm hoàn hảo thành một thỏi son luôn. Có thể kéo được cả ra này. Đấy. Wow. Thêm một thỏi. Vậy là bạn su của chúng ta có một thỏi son màu đỏ đấy. Có thể vừa ăn được vừa chơi được. Chấm nào, chấm nào, chấm nào. Trời ơi, bác của em cái này vậy. Lại khám phá tiếp. Bây giờ bọn chị mở thỏi này xem màu gì nhé. Chẳng lẽ đây là son màu xanh ư, đúng không? Nhờ. Wow, đặc biệt xem nào. Wow. Trời ơi, bạn su của chúng ta mạnh quá. Thụt luôn cả ra. Em ơi, lại một thỏi son nữa. Màu xanh. Wow, rất là dài đúng không? Không phải màu xanh đâu. Ở màu xanh nhưng nó vẫn là màu đỏ em ạ. Đấy, bạn su của chúng ta đã bóc có 3 cây son rồi. Bạn đấy này, bóc thêm một thỏi nữa. Quả này tối nay bạn su đánh son nó cứ gọi là cong mất mô luôn. Bạn su rất là thích các em ạ. Nhưng mà công nhận các em nhìn thấy không, hoàn toàn giống một thỏi son nhờ. Như này chúng ta đi thì ai biết không phải là một thỏi son cơ chứ, đúng không? Là một thỏi son. Nhưng khi rút ra thỏi son của chúng ta có thể ăn được luôn. Thơm lắm, ổ kẹo đấy thơm trái cây. Trái cây xua. Như kiểu là ở trong phim em hay xem ấy. Thế yeah. À? Lại tôi được. Ô, một thỏi này màu cam, thỏi này màu cam, em ơi. Wow. Chu như thế à? Chị không biết đánh son đâu. Bạn Chu thật là đáng yêu. Các em bây giờ đi vào đánh lưỡi. Ngon không ngon? Đánh chắc. Thôi bây giờ chúng ta khám phá tiếp đi. Em ơi, đây là son của bọn chị đấy. Vậy là bạn Chu đã bóc hết 3 hộp son luôn. Chị của chúng ta rất là thích son. Trời ơi, đừng có mắc. Trong này có gì, trong này có gì, trong này có gì thì chị không biết. Để chị mở thử, bây giờ đến lúc chị mở, đừng mở thử. Đây có phải là nước ngọt chúng ta giật nắp uống nào. Đây là xem lắp uống thôi. Chúc mừng. Yeah, uống nào. Quá. Cái này. Đấu sửa nhất đấy là kẹo gì? Wow. Đây là kẹo gì nhỏ? Cao su. À đây là kẹo cao su à? Các em ơi, hộp này màu trắng. Còn hộp này thì màu màu như kiểu đúng là coca đấy, bảy út ấy. Này. Chị ơi nhìn này. Seven, thử nhé. Chị ăn thử.
chua màu trắng vậy mà. Rồi đen. Em ơi, đúng luôn đấy em ạ. Đúng vị của cái này không, coca. Có nước này không? Không. Cà cao su. Đây là hai loại và có hai màu như thế. Hãy bảo chung của chúng ta thấy kẹo có mê sự bẩn lên đấy em ạ. Bây giờ ô Su phải giới thiệu cho các bạn xem đấy. Đây chúng ta kẹo ấy đây các bạn ạ. Kẹo ấy là kẹo của em. Bạn ấy cuống lên rồi. Em ơi, đây là kẹo dài vô tận luôn. Kẹo kéo. Kẹo kéo và Su gọi là kẹo kéo em. Bởi vì càng kéo nó càng dài luôn. Wow. Dài hơn cái kia luôn. Cái kẹo này chị em mới cho nhảy dây được ấy. Chúng ta cùng nhau quát. Ôi ơi. Wow. Đây một kẹo mà chúng ta vừa ăn chúng ta vừa cho được em mình mới dài chứ. Wow. Kẹo không nhận dài lắm. Chị ăn thử đoạn này xem nó có mùi vị gì nhá. Các em ơi, cái kẹo này nhá. Kẹo này dính lắm. Nhưng kẹo này không hề dính các em này. Kẹo này rất là thích luôn. Nhưng kẹo này đều dính, những kẹo này dính lắm. Lấy ra rất khó, nhưng kẹo này hình như nó có một cái lớp bột ở bên ngoài ấy. Nên là không dính tí nào đâu. Ăn cái này thì có vị sô-cô-la. Nhưng mà hơi có tí bạc, có tí khuế. Đi ăn thử màu xanh. Màu xanh hơi chua nhỉ? Con ăn thấy chua? Chua em con màu xanh luôn. À các em mà ngon nhỉ? Cũng nhận là kẹo của Nhật ngon đúng không? Thôi, chua mình ăn thế luôn. Mình ăn nhiều quá các bạn nhìn thấy các bạn thèm nhé. Chúng mình chào các bạn đi. Rồi sau đấy hai chị cùng nhau ăn thi nhé. Còn Nhật màu rất là đẹp luôn. Mình sẽ đánh cái thỏi này. Đánh thử nào. Rồi, rất là chuyên nghiệp đúng không các bạn? Xong rồi chúng ta đánh son đấy. Nhưng mà son này vừa đánh vừa ăn tích cực. Thôi xua, chào tất cả các bạn đi em. Rồi chúng mình cùng nhau chơi tiếp sau. Đấy vậy. Nào. Xin chào các bạn, các bạn xem của mình và sắp nói ra mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn hãy ăn và thử thức cái kẹo kéo này, kẹo coca này, và kẹo bàn tay, và kẹo thỏi son nhé. Các bạn hãy, nếu mà các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình